xin chứng tâm thành chúng con. Gần gần khói kiếp mây lành cùng dương, đau nhìn màu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quy dưới đại sen, dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi hồng. Đại quang minh sáng huy hoàng tráng thành kinh gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là con của Ngài, sinh trong thời mạt pháp, trí tuệ nương nơi Ngài, cầu Bồ Đề đạo quả. Nay nhân kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Thế Tôn, Ngài giáng trần hóa độ chúng sinh, đệ tử con Thích Trúc Thái Minh cùng tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cung kính đối trước Phật đài, lòng chúng con bùi ngùi xúc động, kính lạy tôn tượng kim thân của Đức Từ Phụ, chí thành phát nguyện tu tập, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh đấng giác ngộ muôn loài. Chúng con nguyện nương nơi Ngài chân thật thực hành các công hạnh Bồ Đề, để báo đền ơn hóa độ, mong cho chánh pháp xương minh, Phật pháp trường tồn, người người từ bỏ tham sân si, tu tập từ bi, làm lành lánh giữ, hộ trì Tam Bảo, còn mãi ở thế gian, để cứu độ cho chúng sinh hết khổ. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn cùng mười phương Tam Bảo,
từ bi chứng minh và gia hộ cho lời khấn nguyện này của chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Ma Vương Vô Thượng ơi, ba cõi chẳng ai bằng ơi, Thầy dạy khắp trời người ơi, cha lành chúng bốn loài ơi, quý ý trọn một niệm ơi, dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi, xứng dương cùng tán thân ơi, ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tính thường rộng lặng ơi, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, châu vi đạo tràng ơi, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời ơi, trước bảo tọa thân con ảnh hiện ơi, cúi đầu xin thề nguyện quý ai. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vì mà phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ ơi, Nam mô Sa Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát.
chi tâm định lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Thiếu Tai Diên Thọ Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. Pháp Phật sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muốn kiếp mà khó được gặp ơi nay con nghe thầy vâng gìn giữ chân đức thế tôn nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật
phương tâm gieo hạt giống sâu. Nguyện từ bi che chở trên con đường.
cuốn tròn đào quả về gió. Nam mô Cao Xá Môi Bồ Tát, Nam mô Cao Xá Môi Chư Phật, Nam mô Cao Xá Môi Phật. Kinh Tam Bảo. Một thời Đức Phật an cư ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm cùng với đại chúng tỳ kheo. Bây giờ qua tháng thứ hai an cư tại Tiểu Bang Lích Cha Vi, đã xảy ra một biến cố chuyện là miền Nam sông Gan Ga trời đổ mưa liên tục từ ngày này sang ngày khác, nhưng suốt 4 năm tháng này phía Bắc lại không có một giọt mưa. Thế là một thảm họa đổ xuống càng Tiểu Bang ở đây. Nhưng là kinh thành về Xá Ly đứng đai nâng nẻ đồng ruộng nương vườn khô cháy, mùa màng thất bát, lúa gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi, rau cỏ không có mà ăn. Thế là đói khát trầm trọng xảy ra. Đó là nạn thứ nhất. Vì đói nên người trên rất nhiều người sống không còn đủ sức mang xác ra nghĩa địa hoàng hóa thiêu. Họ đành phải quăng sáng ra ngoài thành mùi hôi thôi tỏa khắp mọi nơi. Ác giả xoa lòng hành quầy phá làm khổ dân chúng. Đó là nạn thứ hai. Vì sáng chết vì hồi thôi nên dịch bên lang tràng, nhưng là bên đường ruộng bên bao tư bên dịch tà càng làm cho người chết nhiều thêm nữa. Đó là nạn thứ ba. Các đức vua và hội đồng tướng lĩnh các tiểu bang Cộng hòa cấp tốc hội họp đề cử một viên đại thần tên là Mahali, vốn là thân hữu của đức vua Bình Xá, làm trưởng đoàn sứ giả mang lễ phẩm trong Âu đến Gia Gia Ga, nhờ đức vua giúp đỡ trình lên đức Phật mong ngài đến Tiểu Bang Lịch Cha Vi kinh thành Vê Xá Ly để cứu khổ cho muôn dân. Đức vua không dám nhận hầu tình báo rằng đoàn sứ giả nên đến đàn lễ đức vâng dâng lễ phẩm và tượng trình mọi sự lên ngài. Hiện ngài đang an cư ở Tịnh Xá Trúc Lâm với đại chúng tỳ kheo tôn giả mục kiền liên đứng một bên. Sau khi nghe viên đại thần Ma Ha Ly trình bày ba thảm nạn tại Vê Xá Ly, tôn giả liền khẩn cầu đức Phật giải hỏa. Đức Phật đã sớm biết chuyện này, ngài nói các ông hãy về đi, Như Lai và hội chúng 500 tỳ kheo sẽ đến Vê Xá Ly trong mấy hôm nữa. Lục phái đoàn sứ giả ra về rồi đức Phật nói chuyện với vị đại đệ tử này. Mục kiền liên ba thảm nạn của Vê Xá Ly xảy ra là do ba nguyên nhân tương tác lẫn nhau. Thứ nhất là do nắng nóng khô hạn, thứ hai là do án pháp phát sinh từ các người lãnh đạo, thứ ba là do chữ thiên thiện thân thiện và xóa bỏ đi. Bây giờ ông hãy gọi A Nan
Quang đã đến đây dẫu khi có mặt cả hai vị Đức Phật nói A Nan đã có trí nhớ rất tốt vậy phải học bài kinh uy lực của Tam Bảo mà Như Lai sẽ đọc sau đây nó có tên là Ratana Sutta sau khi thuộc rồi ông hãy lựa chọn mấy trăm vị tỳ kheo con trẻ chi nhớ tốt tức tông dạy cho họ hồng thuộc bài kinh ấy con mong kiền liên thì vào hoàng cũng gặp đức vua Bình Xa nói với nhà vua nên hỗ trợ cho về xa ly trong lúc đói kém khoảng chừng 1.000 xe lương thực và đức vua cũng nên cứ quang đại thần và quân đội đến thân vận chuyển chuẩn bị xong lúc nào là lên đường ngay lúc ấy cứu đói như cứu lửa phượng bầu xe rừng lớn và nhờ thế tâm đức của đức vua sẽ sáng chói và lan rộng khắp cả châu Diêm Phủ đệ cũng xin với đức vua là cho thầy thuốc di và ca các trợ lý lương y nhân viên cùng thuốc men để trị bệnh đại đức A Nan đã làm trọn phận sự của mình có 500 tỳ kheo cùng hồng thuốc long còn đức vua Bình Xa thì sẵn sàng hoan hỷ làm theo lời đức Phật dạy và còn hơn thế nữa do mùa màng đất nước này bội thu nên nhà vua đã trợ cấp mau sáng 2.000 xe lương thực để cứu đói lại còn rộng lượng cho vay thêm 1.000 tấn lương thực nữa thời gian đã không ngàn đến lúc nào mùa màng bội thu phú tung sẽ trả sau thế rồi đức Phật cùng mấy chục vị trưởng lão 500 tỳ kheo và phái đoàn cứu tế rầm rộ lên đường 7 ngày sau đến sông Gang Ga tại thị trấn Patali Gama đức vua đã cho chuẩn bị sẵn 50 chiếc thuyền lớn để chở phái đoàn và lương thực đang mùa mưa nên nước cuồn cuộn tràn bờ nhờ thuyền lớn nên xuôi dòng nhẹ nhàng đến ngã ba sông đoàn thuyền bỏ sông Gan Ga theo nhanh sông Gan đặc tiến lên phương bắc ngay bên bờ đồng khô có cháy trong thật tang thương càng đến gần về xa ly chừng nào thì thuyền đi càng chậm vì sông cạn lại lên bên từ tê và răng rưỡi mùi số ê bóng lên nồng nặng rộng ra ba ngày đoàn thuyền khá giang lao vân và mới đến đường bên nương giang khấu vào kinh thành về xa ly khi đức Phật vừa đặt chân lên bờ đông nước Cộng hòa Lĩnh Cha Vĩ thì một trận mưa rất lớn tối trời tối đất như tự cổng trời mở ra xối xả đổ xuống vùng đất đại hạn như đã chờ đợi từ lâu lắm trận mưa lớn kéo dài nửa ngày bao nhiêu xú uế tan mất nhân dân khắp nơi tràn ra đường vui mừng hò reo hát ca nhảy múa các đức vua hội đồng tướng lĩnh quý tộc đến sụp lạy bên chân đức Phật nghẹn ngào tri ân cháy nước mắt không nói được nên lời đức Phật phái đoàn và 3.000 xe lương thực vào thành dân chúng quỳ lạy hai bên đường tôn giả mục kiền liên nhanh tri hương dẫn quang đại thần của đức vua Bình Xa đến bàn tính ngay với giới cấp lãnh đạo kinh thành về xa ly làm gấp ba việc phân phối lương thực bố trí ngay chừng 20 địa điểm do chiến sĩ phụ trách để cứu đói rộng rãi cho dân chúng nhóm chiến sĩ khác cùng với thanh niên tình nguyện dài khắp các nơi chôn lấp hoàng thiêu đốt tất cả từ thi còn lại bố trí một quảng trường và những dãy nhà có mái
mái che có sáp nằm để phái đoàn lương nghi do quan trưởng ngự y di ba ca dân đạo chữa bệnh cho nhân dân thanh niên sắc ca ca thấy đức Phật như một vị cứu tên trên trời hiện xuống cứu giúp muôn dân nên huy động cả ngàn con em quý tộc tham gia hăng hái việc này việc kia chung với phái đoàn cứu tế đêm xuống dưới hành đuốc chập chờn đại đức A Nan đã dẫn đầu 500 tỳ kheo đi quanh thành Vệ Xa Ly ba vòng tụng bài kinh Ra Ta Na Sun Ta suốt đêm không ngủ lời kinh vang lên rằng xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dùng giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cõi rừng rậm hoặc ruộng vườn chư giá xoa can thác ba cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây xin thiên hồi họp lại đây lời này là kim ngôn cao thượng của đức của đàm mà chúng tôi tụng đây xin các bậc hiền triết ngày lắng nghe lời này xin các bậc hiền triết ngày lắng nghe lời này xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú sứ đã vân tập về đây phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này tất cả chúng thiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc bảo hay trân châu có cùng khắp thiên giới nhưng chẳng gì sánh nổi đức thiên thể Như Lai chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc ly dục diễn phiền não pháp diệu thù bưng từ vân thính ca mâu ni đăng tình tình vô vi trong thiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sanh nổi chính pháp bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chính giác hằng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gián đoạn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thanh vốn đôi tám vị bậc thiện hằng tán dương đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường bồ thí các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên có lý dục song thánh đạo khéo chân chánh thiền hành lời Phật Gotama chứng đàn điện quá vì thế nhập đạo bất tư hướng tịch tịnh dễ dàng chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ví như cột trụ đã khéo y tựa lòng đất dầu gió bão bốn phương chẳng thể nào lay động ta nói bậc chân nhân liêu ngộ tự thanh đế cung tự tài bất đồng chương tám pháp thế gian chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đã hoàn tây rõ lý tư đế mà đứng chuyển pháp vương có trí tuệ thâm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài dù phong rất cùng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp chân tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc nhờ vững chẳng chánh kiến nhờ kiến cố chánh trí đoạn lìa ba trói buộc là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm
thu ra gọi bốn đọa sư. Ông tạo sau trọng nghiệp chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàn. Dẫu vô tâm phạm lỗi bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quật lâm, bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng đắm trời đầu mùa hạ, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp siêu việt, pháp đưa đến niết bàn tối thượng vô năng thắng chính Phật bảo như vậy là châu báu thủ diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liều thông pháp vô thượng, bằng bộ pháp vô thượng chuyên đàng pháp vô thượng, chính Phật bảo như vậy là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên nhàm chán, kiếp lai sinh chúng tứ dục diệt tận. Ví như ngọn đèn tắt bằng chi chứng niên bàn chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Phạm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc cứ công chú xứ đã vân tầm về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đình lễ Phật đã như thật xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng, mong với hành lành này được sống chân hạnh phúc. Phạm chúng thiên nhân nào kê ngủ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vâng tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thực xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc. Phạm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chú xứ đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thần xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong với hành lãnh này được sống chân hạnh phúc. Phạm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chú xứ đã vân tập về đây, phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này. Tất cả chúng thiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ, đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau, ngọc báu hay trân châu có cùng khắp thiên giới, nhưng chẳng gì sánh nổi đức thiên thể Như Lai chính Phật bảo như vậy. Mày là châu báu thủ diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Ly dục diễn phiền não pháp diệu thủ bân từ vân Thích Ca Mâu Ni đăng tình tình vô vi trong thiền chứng ngộ pháp, chẳng pháp nào sanh nổi chính pháp bảo như vậy. Là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc vô thượng chính giác hằng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gián đoạn, chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp bảo như vậy. Là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Thánh bốn đôi tám vị bậc thiện hằng tán dương đệ tử đấng thiện thể, xứng đáng được cúng dường bồ thí các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng báo như vậy. Là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Các ngài tâm kiên có lý dục song thánh đạo khéo chân chánh thiện hành lời Phật Gotama chứng đàn được quả, vì thế nhập đạo bất tư hướng tịch tịnh dễ dàng chính tăng bảo như vậy. Là châu báu thủ
diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đã khéo y tựa lòng đất, dầu gió bão bốn phương chẳng thể nào lay động. Ta nói bậc chân nhân Liêu Ngộ Tự Thanh Đế cũng từ tài bất động, chương tám pháp thế gian chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Bằng thánh tu đã hoàn tây gió ly tư đế mà đứng chuyển pháp vương, có trí tuệ thâm thâm đã khéo dạng khéo dạy các ngài, dù phong rất cùng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp. Trên tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Nhờ vững chẳng chánh kiến, nhờ kiến cố chánh trí, đoạn lìa ba trói buộc là thân kiến, hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra khỏi bốn đọa xứ. Ông tạo sau trọng nghiệp chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thánh tu đã hoàn dẫu vô tâm phạm lỗi, bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quật lâm. Bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng đắm trời đầu mùa hạ, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp siêu việt, pháp đưa đến niết bàn tối thượng vô năng thắng chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liều thông pháp vô thượng, bằng bộ pháp vô thượng chuyên đàng pháp vô thượng chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên nhàm chán, kiếp lai sinh chúng tứ dục diệt tận. Ví như ngọn đèn tắt bằng chi chứng niên bàn chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc cứ không chú xứ đã vân tầm về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đình lễ Phật đã như thật xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng, mong với hành lành này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc cứ không chú xứ đã vâng tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thực xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chú xứ đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thần xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong với hành lãnh này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chú xứ đã vân tập về đây, phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này. Tất cả chúng thiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ, đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau, ngọc báu hay trân châu có cùng khắp thiên giới, nhưng chẳng gì sánh nổi đức thiên thể Như Lai chính Phật bảo như vậy. Mày là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Ly dục diễn phiền não pháp diệu thù bân từ vân Thích Ca Mâu Ni đăng tình tình vô vi trong thiền chứng
ngộ pháp, chẳng pháp nào sanh đối chính pháp bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chính giác, hằng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gián đoạn, chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thánh bốn đôi tám vị bậc thiện, hằng tán dương đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường bồ thí các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng báo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên có lý dục song thánh đạo khéo chân chánh thiện hành lời Phật Gotama chứng đàn điện quả vị thế nhập đạo bất tư hướng tịch tịnh dễ dàng chính tăng bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ví như cột trụ đã khéo y tựa lòng đất, dầu gió bão bốn phương chẳng thể nào lay động. Ta nói bậc chân nhân Liêu Ngộ Tự Thanh Đế cũng từ tài bất động chương tám pháp thế gian chính tăng báo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đã hoàn thấy rõ lý tứ đế mà đứng chuyển pháp vương có trí tuệ thâm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài dù phong rất cùng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp chiến tăng bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc nhờ vững chẳng chánh kiến nhờ kiến cố chánh trí đoạn lìa ba trói buộc là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra khỏi bốn đọa xứ không tạo sau trọng nghiệp chính tăng bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàn, dẫu vô tâm phạm lỗi bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quật lâm. Bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp chính tăng báo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc ví như cây trong rừng đắm trời đầu mùa hạ. Cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp siêu việt, pháp đưa đến niết bàn tối thượng vô năng thắng chính Phật bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc đức Phật bậc vô thượng liều thông pháp vô thượng bằng bộ pháp vô thượng chuyên đàng pháp vô thượng chính Phật bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên nhàm chán, kiếp lai sinh chúng tứ dục diệt tận ví như ngọn đèn tắt bằng chi chứng niết bàn chính tăng bảo như vậy. Là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc cứ công chú xứ đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính định lễ Phật đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào kê ngủ trên địa cầu hoặc hư không trú sẽ đã vâng tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh đảnh lễ pháp đã như thực
xuất hiện mà chữ thiên loại người thường cúng dường tôn trọng, mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc. Phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không, chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ. Thành kính đành lễ tăng đã như thần xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong với hành lãnh này được sống chân hạnh phúc. Bài kinh với âm giọng của 500 vị tỳ kheo đồng cất lên suốt đêm trường, thật là trầm hùng khôn tả cả không gian, dũng dinh trao đào cả đất trời. Về xa ly như chìm ngập giữa biển, âm thanh thấm sâu cao diệu chữ thiên vân tập đầy đăng cả không gian. Thành kinh lắng nghe kinh rồi cần lên lời đại nguyện, ngộ trì tam bảo và hộ trì quốc độ. Nếu các đức vua và hội đồng tướng lĩnh sống theo chính pháp, ngày hôm sau rất nhiều người không hiểu chữ tăng đọc mật chú gì mà có uy lực kinh khiếp như vậy. Nó làm cho toàn bộ nhân dân kinh thành phải kinh cẩn lắng nghe, tân thấy lo âu sợ hãi đều tiêu tan không những trong lòng người mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả một bầu khí thanh bình và an lạc. Các vị trưởng lão và các vị A-la-hán có trí giải thịnh chẳng phải là huyền chú mực chú gì đâu, đấy là bài kinh nói lên uy lực của tam bảo. Uy lực ngay lại con được ngồi tu bởi uy lực của 500 vị tỳ kheo đọc tụng, tạo thành năng lực của tăng thượng tâm có thể tác động toàn bộ nội tâm và ngoại giới, đem đến sự bình yên và mát mẻ cho cuộc độ này. Công việc cứu đói trị bệnh và vệ sinh tẩy uế các nơi kéo dài hơn cả tuần lễ, đâu đó hoàn ban trong thời gian ấy. Khi chư tăng về nghỉ ở Mahavana thì Đức Phật thuyên pháp liên tục tại triều đình, hồi chúng gom các đức vua tướng lĩnh quý tộc các quan đại thần trí thức nhân sĩ phú hộ thương gia vật nhân manh về trị quốc an dân lực lượng võ bị tuy cần thiết nhưng vẫn là thứ yêu sự thương yêu đoàn kết để sống trong thiện pháp mới là yếu tố quyết định. Đức Phật triển khai một số thời pháp liên hệ đến chư thiên phi nhân ở trong thế giới xung quanh phải sống làm sao để họ cùng hoan hỷ thấm đẫm về hương vị của chính pháp và thấy rõ oai lực của Đức Phật. Của hội chung giáo đoàn đã hóa giải tức khắc ba tham nàn, họ xin quy giáo rất nhiều và hứa cai cánh việc bầu cử chọn lựa các vị vua đức độ các quý tổng võ tướng hiện tại điều hành và lãnh đạo các nơi. Từ đó về sau các nước này bắt đầu thịnh cường yên ổn trở lại, các quý tộc lĩnh cha vi bắt đầu sống đời gian dị khiêm tốn thương dân như anh em. Các vị tướng trẻ không còn hống hách ăn chơi ngà màng, đôi khi họ chỉ ngủ trên nệm cỏ với vũ khí sẵn sàng bên người, có thể vùng dậy bất cứ lúc nào để chăm lo an ninh cho nhân dân. Đức Phật ở lại về xa ly nửa tháng thì dân chúng đã hồn góp chung tay chung lực làm xong một công trình lớn, ngôi nhà nóc nhọn tại Mahavana để cúng dường lên thầm phương tăng hội đồng tướng lãnh nhân dân và cư sĩ hai hàng thịnh nguyện đứng cứu khổ cứu nạn ở lại thế. Nhưng khi thấy tình hình đã trở nên sáng sủa tốt đẹp, Đức Phật và
giáo hội chúng từ giã trở lại ra giã ga. Các vị trưởng lão đồng khởi lên một ý nghĩ giống nhau rằng cuộc chuyển hóa của Đức Tôn Sư thật là vĩ đại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh Phật chuyển pháp, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường theo học Phật, chín là hằng thuận chúng sinh, mười là hồi hướng khắp tất cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, đệ tử chúng con xin được thực hành công hạnh. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Chuyển tải Phật Pháp. Chuyển tải Phật Pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Chuyển tải Phật Pháp. Chuyển tải Phật Pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Chuyển tải Phật Pháp. Chuyển tải Phật Pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm. Kính bạch Đức Cù Đàm Thế Tôn, Như Lai Trí Chơn Đẳng Chính Giác, đệ tử chúng con xin nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cầu nguyện cho chính pháp được tuyên dương, Phật thừa được chuyển khắp, mặt trời Phật sáng ngời, muôn loài đều lợi lạc, Phật giáo trở thành quốc đạo của dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu cho tăng ni chúng con đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, chóng thành đạo quả. Hồi hướng, nguyện cầu cho các Phật tử trong các đạo tràng cùng với các thiện nam tín nữ và gia đình quyến thuộc sớm đầy đủ tín tâm với Tam Bảo, chăm chỉ tu học Phật Pháp, phước lành tăng trưởng, tật bệnh tiêu trừ, oan khiên hóa giải. Lại nguyện cầu cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Tổ quốc Việt Nam, bờ cõi hằng yên, vùng trời, vùng biển, không ai xâm phạm. Chúng con lại nguyện cầu cho chư vị hương linh, gia tiên tiền tổ của tăng ni Phật tử chúng con, cùng với chư hương linh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cô hồn hoạnh tử, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, chúng sinh ngộ sát, đều được phát tâm giác tỉnh, rõ đời vô thường, xả buông chấp trước, tin sâu Tam Bảo,
xin về nơi tịnh cảnh an vui. Nguyện cầu cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ, nhân dân khắp nơi không còn sợ hãi, lo lắng vì dịch. Tăng ni Phật tử chúng con cùng với quyến thuộc không ai bị nhiễm, mắc vào dịch bệnh. Nguyện cầu cho các nước dứt đao binh, chiến tranh không còn nữa, thế giới được hòa bình, quốc gia là bầu bạn, dân tộc là anh em, sống trong tình hữu nghị, thương yêu và giúp đỡ, chung tay xây dựng đời, cùng bảo vệ trái đất, sống hài hòa, an vui. Khắp nguyện, năm châu an lạc, bốn biển thanh bình, tình giữ vô tình đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo và xin chí thành đảnh lễ. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, thầy đều thế nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ấy. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng.
từ quý y pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý ý tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, quản lý đại chúng ơi, tất cả không